xế chiều nhạt miệng. Chấm ngay từng ớt cơ đó, gây tê phê mê. Xin chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, giải đấu lớn nhất của U20 Việt Nam trong năm nay là vòng loại giải U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới. Và hôm qua, đội tuyển U20 Việt Nam đã chính thức hội quân để chuẩn bị cho mục tiêu giành vé lọt vào vòng chung kết giải đấu cấp châu lục. Vào hôm qua, đội tuyển U20 Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội. Trước đó, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã công bố danh sách 30 cầu thủ được triệu tập đợt này. Trong đó nòng cốt là những cái tên vừa tham dự giải U19 Đông Nam Á 2022. Trong ngày đầu tập trung, huấn luyện viên Đinh Thế Nam chủ yếu cho các học trò tập thả lỏng và làm quen với nhau để tạo sự đoàn kết, gắn bó. Theo kế hoạch, U20 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022. Sau đó di chuyển về Bình Dương để tham dự giải giao hữu U19 quốc tế 2022. Giải đấu này diễn ra từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8 năm 2022 với sự tham dự của 4 đội: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Myanmar. Kết thúc giải giao hữu U19 quốc tế, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ lên đường tập huấn và thi đấu cọ sát tại Nhật Bản từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 năm 2022 trước khi tham dự vòng loại giải U20 châu Á tại Indonesia